F0 tăng nhanh, Đà Nẵng tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho hai lãnh đạo thành phố đã quyết định tạm dừng việc cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13 tháng 12. Tối ngày 10 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có thông tin về việc dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 1 trên địa bàn. Theo sở này, dịch bệnh tại Đà Nẵng diễn biến hết sức phức tạp trong những ngày qua, số ca mắc tăng nhanh, nhất là ca cộng đồng. Sau khi khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh khối lớp 1, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất và lãnh đạo thành phố đã quyết định tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13 tháng 12. Các trường chuyển sang dạy học trực tuyến theo phương án đã thực hiện từ đầu năm học, đảm bảo các yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn. Riêng trường Tiểu học Hoa Bắc tiếp tục triển khai dạy học trực tiếp, đảm bảo các yêu cầu tại công văn số 6993 ngày 15 tháng 10 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trước đó, ngành giáo dục thành phố đã tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối lớp 1 8, 9 và học sinh trung học phổ thông. Đối với học sinh lớp 1, việc tổ chức dạy học trực tiếp được các trường xây dựng kế hoạch, phương án cẩn trọng đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học đã được tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19 với tỷ lệ cao. Tuy nhiên, sau một tuần học sinh lớp 1 đến trường, nhiều vấn đề đã phát sinh cần được quan tâm xử lý. Tính đến ngày 10 tháng 12, trên địa bàn thành phố có 29 trường tiểu học, 29% chưa thể tiến hành dạy học trực tiếp hoặc chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến vì trường ở vùng dịch Covid-19 có cấp độ 3, mức độ 3. Có 18 trường tiểu học, 18% phải kết hợp vừa tổ chức dạy học trực tiếp, vừa dạy học trực tuyến đối với những lớp phát sinh các trường hợp ép liên quan trong giáo viên, học sinh hoặc giáo viên, học sinh đang ở vùng dịch Covid-19 có cấp độ 3, mức độ 3. Tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng diễn biến hết sức phức tạp trong những ngày qua. Ngày 10 tháng 12, thành phố ghi nhận 198 ca mắc mới, trong đó có 89 ca chưa cách ly. Tính từ 16 đến 10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.385 ca COVID-19, trong đó 128 ca ngoại tỉnh. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.